Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ vào chợ Đồng Hới để khám phá những món ăn cũng như cách bày bán và các mặt hàng bán ở chợ Đồng Hới. Thì bây giờ tôi sẽ vào chợ Đồng Hới, thì các bác cùng theo tôi nhé. Ok, let's go. Cái này cái gì được không? Hòn ly à? Thì bây giờ là 9:59, năm tức là 10 giờ rồi. Thì chợ hiện tại ở đây bây giờ cũng rất là vắng. Còn ngoài này là những chiếc tàu và thuyền đang còn neo đậu để chuẩn bị ra khơi cũng như là bắt đầu cập bến. Đây là chợ Đồng Hới vào lúc 10 giờ ở tỉnh Quảng Bình này. Cái đẹp được cô? Hả? Ốc gì mà đẹp nữa? Cái gì? Là cái ốc này, ốc gì đấy? Ốc hoa. Đẹp à?